Ba Long gật gù. Vậy cũng tốt. Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta trở về thành viêm vũ đi, chờ phục hồi chút thực lực lại triệu tập một nhóm người đi bắt pháp thân của tù. Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tia sáng, quyết tâm chiếm pháp thân. Nếu cho Linh Mục Địch khống chế được pháp thân của tù thì là việc vui to lớn cho toàn thiên vũ minh. Bản thân Lý Vân Tiêu tu luyện thân thể, nếu có một pháp thân để tham khảo, nghiên cứu sẽ giúp ích lớn cho việc tu luyện thân thể. Lý Vân Tiêu đang suy tư chợt dùng mình như có chuyện gì ám ảnh trong lòng. Trái tim Lý Vân Tiêu không ngừng rớt xuống như bị đá đè, cảm giác này làm hắn nghẹt thở. Những người khác cũng phát hiện Lý Vân Tiêu khác lạ, quan tâm hỏi. Vân Minh Chủ, ngươi bị sao vậy? Mặt Lý Vân Tiêu hơi tái, hắn cắn răng chối. Ta không sao. Nhưng trong mắt Lý Vân Tiêu tràn ngập sát khí ngút trời, lúc trước chiến đấu hắn cũng không như vậy mắt phải Lý Vân Tiêu biến màu máu lồi ra khỏi trong mắt chiếm một phần ba khuôn mặt. A, à, mọi người giật mình kêu lên. Có chuyện gì? Lý Vân Tiêu giơ tay ngăn đám người tiến lên, cao giọng quát: Ta không sao, mặc kệ ta. Mọi người lập tức ngừng lại, nhưng cẩn thận đề phòng. Trong mắt phải của Lý Vân Tiêu cảnh tượng một mảnh mông lung như xuyên qua thời không ngàn vạn dặm rồi rõ dần. Ha ha ha, hư cực cảnh, chật chật, thật không dễ dàng đầu bên kia con mắt nhìn, hai bóng dáng cô độc đập vào mắt khiến mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt, người khẽ run. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh như thường nhưng trong mắt khó nén vui mừng, ung dung nói: "Rốt cuộc chờ đến giờ phút này, Lý Vân Tiêu, đi theo ta đi." Thiên tư vẫn treo nụ cười giễu cợt, dường như thực lực mạnh hơn lúc trước nhiều, dù vậy đôi mắt nhìn Lý Vân Tiêu có phần e ngại. Lý Vân Tiêu cách xa mấy vạn dặm rít gào: "Đi đâu?" Ninh Khả Nguyệt mỉm cười đôi mắt trong suốt chậm rãi đỏ lên đẹp yêu dị ảo cảnh tinh nguyệt ảo cảnh tinh nguyệt lý vân tiêu giật mình kêu lên vùng đất yêu tộc ninh khả nguyệt gật gù xác nhận đúng là đát yêu tộc trong đầu lý vân tiêu vang lên lời quy khư từng nói không chỉ cần thực lực của hắn tăng nhiều còn phải có vô của chân linh lý vân tiêu không biết quy khư muốn làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lý vân tiêu căm hận nói tốt ảo cảnh tinh nguyệt phải không? Ngươi chờ ta. Người Lý Vân Tiêu phát ra sát khí kinh người. Căm hờn, lửa giận mấy năm qua vào khoảnh khắc này hóa thành lực lượng, Lý Vân Tiêu siết chặt hai nắm tay, không khí bốc cháy. Chờ ngươi, bổn tọa không đợi kịp. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười nói. Bây giờ ngươi hãy đi theo ta. Ninh Khả Nguyệt giơ tay lên vẽ phù ấn trên không trung, chợt lóe biến mất. Cùng lúc đó, trên bầu trời đài sen pháp hoa gió nổi mây phun, biển cả rào rào chấn động, thiên địa dị biến. Đám người trên đài sen pháp hoa giật mình kêu lên. Chuyện gì vậy? Ba mộc hé mắt ra, vừa lúc truyền thần quyết cho Thủy Tiên xong. Ba mộc ngước nhìn đường hầm lớn phủ ngàn dặm trên bầu trời, kinh kêu. Đường hầm vượt giới. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng gật mạnh đầu. Cô Thanh Thanh kinh ngạc kêu lên. Là ai chuyển hóa ngươi? Lý Vân Tiêu hít sâu mới phun ra hai chữ. Quy khư. Quy Khư, trừ ba mộc những người khác vẻ mặt hoang mang, cô thanh thành hỏi là nữ nhân từng xuất hiện trong cuộc chiến ngũ Hà Sơn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đúng là nàng ta, nàng vốn là bằng hữu thân thiết của ta nhưng bị Quy Khư bám vào người. Nam nhân bên cạnh nàng cũng là bằng hữu thân của ta, cũng bị Thiên Tư tùy tùng của Quy Khư nhập xác. Mọi người thì thào đã hiểu tại sao Lý Vân Tiêu giận dữ như vậy. Lý Vân Tiêu nghiến răng nói vị bằng hữu thân thiết đó năm xưa chết vì cứu ta nếu không con dối đó vốn nên là ta hai người đó đã có thể trở thành thần tiên quyến lữ hối hận căm thù vô tận hóa thành tia sáng lóng lánh trong mắt lý vân tiêu trực chờ rơi xuống nhưng cứ nấn ná trong hốc mắt thì ra là vậy liêu tinh thần nghiêm túc nói nếu người này đã dám ước thì chúng ta cứ đi với lực lượng của chúng ta trong thiên hạ trừ giới vương cảnh ra không người địch nổi lý vân tiêu hít sâu nói làm phiền các vị đi cùng ta chuyện quy khư và thiên tư do ta giải quyết, nếu có rắc rối khác thì nhờ vào các vị giúp ta. Cô Thanh Thanh cười nói, yên tâm đi, bản cô nương không sợ đám lâu la yêu tộc. Mạch biến sắc mặt nhưng rồi không nói gì, chỉ hừ khẽ. Mất mạch lóe tia sáng, nếu không phải gã luôn khổ tu phản yêu thánh công thì thực lực hiện tại đủ sức đưa gã về ảo cảnh tinh nguyệt giành vị trí yêu hoàng. Hiện tại trở lại có lẽ đã đến lúc. Ba Mộc nói, nếu thế thì đi bộ tộc yêu một chuyến vậy, vừa lúc giải quyết chuyện của ngươi rồi chúng ta trở về bắt pháp thân tù lý vân tiêu chấp tay nói kính nhờ ba mộc bắt ấn đài sen pháp hoa bay lên xòe cánh trên cao xoay tròn bay hướng đường hầm không trung thượng thiên áp địa tuôn ra lực lượng hư không to lớn cưỡng ép xé rách quy tắc rất nhanh như thị ngã văn thành đốm sáng vàng biến mất trong đường hầm đen ngòm vô tận sau đó uy năng khủng bố đầy trời dần tán đi biển cả trở về gió êm sóng lặng như không có chuyện gì xảy ra một góc trong thiên vũ giới gió mạnh phần phật trên hư không cao cao hai thân hình như bóng với hình nữ nhân ngồi khoanh chân lơ lửng nam nhân vai vác chiến qua màu vàng hai tay đặt trên chiến qua nữ nhân từ từ mở mắt ra con ngươi đỏ máu như hai cánh hoa đầu nhuộm máu ninh khả nguyệt đứng dậy mặt không biểu tình nói đã đưa bọn họ đi chỗ giao giới hai vực đông tây ta không rõ vị trí cụ thể ảo cảnh tinh nguyệt ở đâu, ước chừng tại đó. Ha, vậy để ta cho bọn họ tìm một lúc trước. Khóe môi thiên tư cong lên cười nghiền ngẫm. Chắc trở trong dòng sông thời gian rốt cuộc sắp phục hồi lực lượng đỉnh cao. Quy khư đại nhân còn giữ được sự bình tĩnh thật khiến ta bất ngờ. Ninh khả nguyệt nghiêng đầu, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nói. Qua đã lâu, không còn hứng thú với nhiều chuyện nữa. Dù là hậu chiêu ngày xưa ta để lại bây giờ dùng cũng thấy chán ngắt ừ, ưa ừ, có lẽ vì vòm trời này bây giờ yếu quá khiến đại nhân không tìm thấy kích tình có lẽ nhưng gặp một số bằng hữu cũ làm ta khá bất ngờ con ngươi ninh khả nguyệt co rút nhớ chuyện gì đó thú vị thiên tư chống cảm nghĩ là chân long bao nhiêu năm rồi mà hắn còn chưa chết có chút tài nhưng hắn cuối cùng không chạy khỏi được thiên nhân ngũ suy ninh khả nguyệt ngước nhìn hư không vô biên như không có cuối sâu sắc nói Ngày xưa vương giả dưới vòng trời này lại rơi vào cảnh chật vật như thế, ta không biết nên mừng hay buồn đây. Thiên tư trầm ngâm nói. Đương nhiên là mừng. Ngày xưa nếu không phải hắn đánh đại nhân bị thương, bộ đại nhân để lại hậu chiêu, chắc trở hôn mê. Hiện giờ cảnh còn người mất, nếu gặp lại thì đại nhân có thể báo thủ cũ. Ninh Khả Nguyệt lắc đầu nói. Có lẽ, nhìn bộ dạng bò sát của hắn khiến ta không có hứng báo thủ chút nào. Ha ha ha. Thiên tư cười càn rỡ. Nói đúng lắm, nếu đối thủ quá yếu thì không thể gợi lên hứng thú cho đại nhân được. Nhưng Cửu Uyên rất lợi hại, có lẽ sẽ là kình địch của đại nhân. Ninh Khả Nguyệt nói, tộc Thâm Uyên mãi mãi sống trong giới chi Thâm Uyên. Trừ phi thiên vũ giới hủy diệt không thì bọn họ sẽ không xen vào chuyện đời. Ta không có hứng thú với thâm uyên, địa giới, chờ xong việc nơi này chúng ta đi ma giới tìm người kia đi. Cái gì? Thiên tư run lẩy bẩy giật mình kêu lên. Chẳng lẽ người đó còn sống? Khóe môi Ninh Khả Nguyệt cong lên cười nói. Ta và dẫn vũ đều còn sống thì sao người kia chết được. Người kia tồn tại là thứ duy nhất khiến ta hứng thú. Mắt thiên tư lộ tia khó tin lầu bầu. Nhưng, nhưng mà. Nhưng Ninh Khả Nguyệt đã đi xa mà thiên tư không hay biết, gã vội vàng đuổi theo. Chỗ giao giới hai vực đông, tây, nơi hiếm dấu chân người, một mảnh hoang vắng. Đột nhiên trên bầu trời sấm chớp đi đùng, mây đen cuồn cuộn vô số lôi quang tuôn ra từ hư vô như điện xà bàn về phía bốn phương tám hướng ầm 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 mặt đất bị tia chớp đánh nát một đóa sen vàng bay ra từ hắc ám dâng lên trong thiên tượng cùng bạo không ngừng biến lớn vững vàng đáp xuống từ từ ầm 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 khi sen vàng đáp xuống đất thì đất đá tung tóe nổ một cái hố sâu hơn 10 luồng sáng từ bên trong bay ra thủy tiên thi triển thần quyết thu như thị ngã văn vào chán mọi người nghi ngờ hỏi Nơi này chính là ảo cảnh tinh nguyệt. Chuyện yêu tộc suy bại phải ngược về 3.000 năm trước, cố Thanh Thanh đánh nhau với yêu hoàng lúc bấy giờ, tổ tiên của mạch. Trận chiến ấy làm yêu tộc dần tụt dốc, không ngừng bị nhân tộc bài xích, cuối cùng di chuyển đến ảo cảnh tinh nguyệt. Một tiền bối yêu tộc dùng thần thông tạo ra không gian độc lập. Đám người thiên vũ minh đa phần là cường giả các đời lâu xa hơn thời đại này nên không biết ảo cảnh tinh nguyệt. Cô Thanh Thanh nhìn linh khí mỏng bốn phía, thổn thức nói. Ngày xưa ta chỉ đánh cuộc với yêu hoàng, ai biết sinh ra ảnh hưởng sâu xa đến vậy. Yêu hoàng vì chế tạo cường giả hư cực thần cảnh không tiếc lấy thân hóa đan rốt cuộc là đúng hay sai. Rất khó định luận. Lý Vân Tiêu liếc cố thanh thanh. Nếu thương yêu ngày xưa biết kết quả đánh cuộc, yêu tộc bị xua đuổi đến nơi cần cỗi như vậy, mình lấy thân hóa đan thì bị người cướp đi thì có đánh chết thương yêu cũng sẽ không đánh cuộc với nàng. Hừ, đồ không lương tâm nhà ngươi. Cố thanh thanh cười mắng, bản cô nương tốn tâm cơ cướp huyết đan đó cuối cùng chẳng phải đút vào miệng người trong lòng của ngươi. Thật không lương tâm, chờ khi trở về ta sẽ kêu nàng ói ra trả lại cho ta. Mạch đứng một bên bình tĩnh nhìn, nghe, sắc mặt thản nhiên, không biết trong lòng gã nghĩ gì. Lý Vân Tiêu nói, đừng quậy nữa, mọi người cẩn thận một chút, với lực lượng của chúng ta không cần kiêng rè nhiều nhưng yêu hoàng không dễ đối phó, đặc biệt ký chủ là chân linh vô bí ẩn nhất từ thượng cổ đến nay, phải cẩn thận một chút mọi người gật gù đồng ý lý vân tiêu nhìn quanh quy khư thông qua liên kết với nguyệt đồng của ta mở đường hầm truyền tống vượt vực nhưng nơi đây chỉ gần ảo cảnh tinh nguyệt chúng ta phải tìm ra vị trí cụ thể cô thanh thanh nói chuyện này hơi khó khăn không có tọa độ cụ thể trong một vực to lớn làm sao tìm ra một chỗ bí cảnh cũng không có bất cứ dị tượng gì đoan mộc hữu ngọc cười nói việc này giao cho ta lý vân tiêu cười nói sao ta quên mất ngọc công tử vạn sự không cầu người trong thiên hạ không có chuyện gì là ngươi không biết đoan mộc hữu ngọc cười khổ thầm nghĩ gã đường đường là phong hào vũ đế có tài kinh thiên vĩ đại thông kim bác cổ hiện giờ lưu lạc đến mức làm kẻ chuyên dẫn đường nhưng những người trước mắt ai chẳng phải là cường giả quát tháo thiên hạ trình độ oai phong hơn xa đoan mộc hữu ngọc nghĩ vậy tâm lý đoan mộc hữu ngọc cân bằng bắt đầu thi triển ra thần quyết thôi diễn vị trí một lát sau hơn 10 người bay vào bầu trời một mảnh sơn mạch. Nhìn xuống tuy không phải linh sơn bảo địa nhưng linh khí sung túc, trong chốn khỉ ho cò gáy này đã rất khá. Đoan Mộc Hữu Ngọc nhìn bên trong. Chắc ảo cảnh tinh nguyệt nằm trong cốc. Cô Thanh Thanh cười giỡn. Có vị trí cụ thể thì dễ rồi. Sơn cốc này không lớn, linh khí thuộc loại bình thường, hủy cũng không đáng tiếc. Chúng ta trực tiếp ném ra mấy đại chiêu vào nổ sơn cốc. Nếu ảo cảnh tinh nguyệt thật sự ở bên trong thì sẽ có người yêu tộc đi ra mọi người cao mày cảm thấy không ổn, nếu làm vậy chẳng khác nào bứng ổ người ta, cục diện không chết không ngừng với yêu tộc. Lý Vân Tiêu nói, khỏi cần ném đại chiêu, bọn họ bị lời của nàng hù ra rồi. Quả nhiên có mấy bóng người lao ra khỏi cốc bay lên trời, tức giận quát. Ai dám nói năng bỗ bã tại đây? Tổng cộng 8 người, hình dạng sâu xí, vẻ mặt tức giận. Có người cầm binh khí, chắc nghe thấy lời cố thanh thanh nói, 8 đôi mắt cùng nhìn nàng chằm chằm, sát khí bùa răng. Cô Thanh Thanh cười giỡn. Bản cô nương chỉ nói đùa, giờ không đùa với các ngươi nữa. Mau đi thông báo yêu hoàng, nói là cô nhân Lý Vân Tiêu, minh chủ thiên vũ minh đến thăm hắn. Người dẫn đầu kinh kêu. Lý Vân Tiêu. Người đó như nghe thấy cái tên đáng sợ, liên tục hút khí. Bảy người khác biểu tình cực kỳ khó xem, vừa e sợ vừa tràn đầy tức giận, sát khí, quyết tuyệt, như có thủ sâu không chết không ngừng. Yêu tộc dẫn đầu nghiến răng quát hỏi. Ai là Lý Vân Tiêu? Bọn họ không biết minh chủ thiên vũ minh là ai, cũng không hứng thú biết. Nhưng Lý Vân Tiêu thì như sấm bên tai, tồn tại gần như sát tinh. Lý Vân Tiêu sừng sốt sau đó phản ứng lại, chắc lúc chiến tranh ở ngũ Hà Sơn hắn và Bắc Thần Nam hợp tác thi triển cuồng dệ khốc huyễn thiên thu vạn cổ chi toàn chuyển lưu lưu cầu. Giết quá nhiều yêu tộc nên để lại ấn tượng sâu sắc, một ấn tượng rất tệ. Lý Vân Tiêu đi lên trước chắp tay nói, tại hạ chính là Lý Vân Tiêu, hiện có chuyện muốn cầu kiến yêu hoàng hoang, tuyệt đối không phải đến gây sự. Mong mấy vị hỗ trợ thông báo một tiếng. Tám yêu tộc thấy Lý Vân Tiêu tự báo danh thì thụt lùi vài bước, giữ khoảng cách với sát thần này. Yêu tộc dẫn đầu nghiến răng rít. Ngươi còn dám tới ảo cảnh tinh nguyệt, thật là tự tìm cái chết. Bằng hữu thân của ta bị độc lôi của ngươi giết trong ngũ Hà Sơn, ta muốn giết ngươi báo thủ. Yêu tộc này rất can đảm, Tuy cảm nhận hơi thở đám người Lý Vân Tiêu không tầm thường nhưng vẫn nổi lên dũng cảm lao tới. Yêu tộc vỗ đôi cánh sau lưng đến trước mặt Lý Vân Tiêu, hét to hai tay kết ấn đánh ra. Yêu này chỉ có tu vi đẳng cấp vũ tôn, làm Lý Vân Tiêu hơi giờ khóc giờ cười. Đánh thì không được, không đánh cũng không thể. Lý Vân Tiêu đành biến ra một kết giới trước mặt ngăn thủ ấn của người đó lại. Ầm 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 ầm. Yêu tộc phát cuồng liên tục đánh ra hơn 10 chiêu đập vào kết giới, không gây ra chút gợn sóng yêu tộc hoàn toàn biến sắc mặt, trắng bệch không chút máu. Yêu tộc thế mới hiểu giữa hai người chênh lệch như lạch trời. Đối phương chỉ không muốn so đo với gã, không thì 100 người tu vi như gã cũng phải chết. Yêu tộc không phải loại người không biết tốt xấu, đành thu tay về nói. Được, đừng tưởng rằng ngươi không giết ta thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi dám đến ảo cảnh tinh nguyệt vậy sẽ cho ngươi có đi không về. Yêu tộc xoay người quát. Mấy người trong chừng bọn họ, đừng để họ trốn thoát yêu tộc nói xong xoay người lao vào sơn cốc đi báo tin. Còn lại bảy yêu tộc từ xa bao vây hơn 10 người vào giữa. Tuy rằng biết thực lực cách xa nhưng chức trách trên vai, chết không chối tử. Lý Vân Tiêu nhìn, thầm gật gù. Tuy yêu tộc hơi dư thừa vũ dũng mà không đủ nhu lực nhưng mỗi người đúng là dũng sĩ nhiệt huyết, đáng ra kính nể. Rất nhanh yêu tộc bay về, hét to. Yêu hoàng đại nhân có lệnh, mang nhóm Lý Vân Tiêu vào ảo cảnh tinh nguyệt bảy yêu tộc bỏ trạng thái cảnh giới ngay, nghiêm túc đứng một bên. Giờ phút này cảnh tượng bên trong sơn cốc thay đổi, trời quang mây tạnh, có ánh sáng nhiều màu từ trong bắn ra ngoài. Rất nhanh một cầu vồng rơi xuống trước mặt mọi người nối thẳng vào cốc. Mọi người biết cầu vồng này tuyệt đối không nối với sơn cốc mà là tiến vào bí cảnh trong cốc, ảo cảnh tinh nguyệt. Lý Vân Tiêu nói. Đi thôi. Lý Vân Tiêu đi đầu đạp trên cây cầu đỏ tiến lên trước. Cầu vòng nhìn như không dài nhưng đi khoảng một tách trà sau mới tới cuối, đầu kia cây cầu mất hút trong ảo cảnh. Trên một ngọn núi lớn có thể nhìn xuống không gian vạn dặm. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua, toàn ảo cảnh tinh nguyệt không có nhiều thần diệu, thua xa hải chi xâm lâm nhưng cũng tự thành thiên địa. Có bầu trời, núi non, sông, hồ nước, đất đai. Vị yêu tộc tiền bối ngày xưa chế tạo bí cảnh này tốn khá nhiều công sức. Đám người Lý Vân Tiêu đi xuống cầu vòng, mặt treo nụ cười nghiền ngẫm trong thần thức của bọn họ cảm ứng được tứ phía mai phục ngàn vạn yêu tộc, thực lực không đồng đều. Mấy người mạnh nhất chỉ cỡ quy chân thần cảnh, có vẻ mới đột phá gần đây. Yêu hoàng đề phòng Lý Vân Tiêu gắt gao, nhưng yêu hoàng nằm mơ cũng không nghĩ ra 10 vị cường giả hư cực cùng đến một lúc. Nếu kêu đám người mai phục tấn công sẽ như trận đồ sát bộ tộc Tứ Hải, cuộc tàn sát đơn phương. Nhưng hoang là người có hùng tài vĩ lược, chắc hẳn sẽ không hồ đồ như vậy. Yêu tộc dẫn đường mang bọn họ lên đỉnh núi, đó là đất bằng cực kỳ rộng rãi, một tòa yêu điện nguy nga sừng sững đằng trước. Yêu tộc gắt gỏng. Các ngươi chờ ở đây, ta đi thông báo. Yêu tộc hung tợn chừng nhóm Lý Vân Tiêu. Ngoan ngoãn cho ta. Người yêu tộc mới quay đi thì luồng gió nhẹ ập vào mặt, một thanh âm thân thiện vang lên. Vân Tiêu, từ ngày đó chia tay tu vi lại tiến bộ rồi. Yêu tộc kia nghe vậy giật nảy mình vội đứng sang bên cạnh, cung kính nói. Kính chào ngài tiên sinh một nam nhân thanh tú tuấn nhã theo làn gió nhẹ từ từ đến gần, môi treo nụ cười, là ngải. Lý Vân Tiêu vội tiến lên chắp tay chào. Hóa ra là ngải tiên sinh. Ngải ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu, cười nói. Vân Tiêu công tử dường như thái độ hơi xa lạ với ta. Lý Vân Tiêu sửng sốt, cười nói. Có lẽ. ngài gật đầu nói. Ta hiểu, hiện tại Vân Tiêu công tử là minh chủ thiên vũ minh, từng hành động đại biểu cho ý nguyện của thiên vũ minh, hoặc nên nói là thái đệ. Vì vậy rất nhiều lú buộc phải thận trọng khách sáo, lâu dần đánh mất cá tính tiêu sái không kiên kỵ ngày xưa khi làm việc bị trói buộc này nọ. Lý Vân Tiêu giật nảy mình vì ngải nói có lý. Chính Lý Vân Tiêu cũng mơ hồ nhận ra nhưng không rõ ràng như đối phương vạch trần, cho chúng chỗ hiểm. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ngài tiên sinh tuệ nhãn, ta quả nhiên không thích hợp làm lãnh tụ kiểu này, ta thích hợp cuộc sống tư giao tự tại, không ràng buộc hơn. Lý Vân Tiêu nhớ ngày xưa lúc phong hào vũ đế, nhật nguyệt hành thiên, thích gì làm nấy, sảng khoái biết mấy. Đâu như hiện giờ khi làm việc thì có cóng tay chân, cần phải đắn đo rất nhiều. Ngài mỉm cười nói. Vân Thiếu Gia khiêm tốn, cái gọi là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng to. Hiện tại Vân Thiếu Gia gánh trách nhiệm hơn xa cường giả bình thường, trong sách sử xưa nay không nhiều đại nhân vật ngang bằng Vân Thiếu Gia. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta biết ngài tiên sinh có thuật đạo vô song nhưng không ngờ tài ăn nói cũng vô song. Dù ngài khen ta lên mây nhưng nghe vào tai vẫn thấy dễ chịu. Ngài cười nói. Ta không định vân thiếu ra, chỉ nói thật lòng. Nhắc tới thuật đạo vô song thì. Mắt ngài bắn ra tia sáng cười nói. Vân thiếu gia đã bước vào thập giai thuật thần rồi đúng không? Ta rất mong chờ có một trận so tài. Lý Vân Tiêu cười nhìn ngài. So tài thì dễ, chờ lúc ta rảnh tùy thời đều được ta thích nghe ngài nói thật, xin hãy nói nhiều chút. Ngài cười phá lên, đổi đề tài khác. Các vị đừng đứng ngoài cửa, không thì chủ nhân ta đây đón tiếp không chu đáo. Mời vào bên trong ngồi. Ngài đưa mọi người vào đại điện, bên trong giản đơn mộc mạc như khí thế hùng vĩ toát ra uy nghiêm. Ngài sai người dâng lên quỳnh tương linh quả ngay. Khách sáo mấy phen sau ngài ánh mắt nghiêm túc hỏi. Không biết Vân Thiếu Gia đến ảo cảnh tinh nguyệt có chuyện gì? Dường như ảo cảnh tinh nguyệt không mời các vị tới. Vẻ mặt ngài lạnh lùng hơn trước nhiều, e ngại quét mắt đám người Cố Thanh Thanh, nỗi lòng vô cùng kinh hoàng. Những người trước mắt ai nấy thực lực sâu không lường được, không dưới yêu hoàng. Ngài nhìn Cố Thanh Thanh, Mạch Lâu nhất, đặc biệt với Mạch, ngài thân thiệt gật đầu. Mạch nhẹ gật đầu lại xem như đáp lễ. Đối phương dù gì là siêu thuật luyện sự trăm ngàn năm qua khoáng thế xuất hiện trong yêu tộc, đáng giá bất cứ ai tôn kính. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm trọng nói, ngài tiên sinh không cần lo lắng ta đến đây không phải đối địch yêu tộc mà là. Lý Vân Tiêu kể sơ tình huống. Ngài không dành chuyện quy khư nhưng ít nhiều gì nghe ra manh mối, kinh ngạc hỏi. Ý Vân Thiếu Gia nói quy khư trừ tìm Vân Thiếu Gia ra còn muốn kiếm ngô hoàng đại nhân. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tuy ta không rõ quy khư tìm vô làm gì nhưng hoang là người duy nhất có thể câu thông vô. Quy khư mở đường hầm truyền tống vượt vực đến đây chắc vì muốn tìm hoang. Sắc mặt ngải nghiêm nghị đứng dậy, gã chắp tay hướng mọi người ngài xin thất lễ rời đi một lúc chuyện này quá quan trọng ta phải đi bẩm báo cho ngô hoàng hừ hoang này làm gái quá mạch lạnh lùng nói theo ta thấy thì ngài tiên sinh không cần đây chờ quy khư tới thì hơn phân nửa sẽ giết hắn yêu hoàng đời tiếp theo chắc chắn là ta tiên sinh cứ ở lại tiếp tục bàn chuyện với chúng ta đi ngài ngây ra cười khổ lắc đầu lo lắng nói yêu tộc hiện giờ đã rất yếu không chịu nổi sóng gió lớn nữa mạch đại nhân tuyệt đối đừng gây sai lầm thêm coi như ngài van xin đại nhân. Gì? Mạch cười khẩy nói. Yêu tộc không hưng không phải vì yếu mà do yêu hoàng quá kém cỏi. Đổi lại người khác thì mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức sớm dẫn dắt tộc ta lên đỉnh. Chỉ có phế vật hoang là kéo nguyên yêu tộc cùng hắn ngày càng rác rưởi. Ngài nhíu mày nghe, không nói mạch nói đúng hay sai, chỉ nghe giọng nói là biết chút manh mối. Mạch có lòng mơ ước vị trí yêu hoàng, chỉ có hại không lợi cho yêu tộc. Một tiếng gầm giận dữ từ xa vọng đến, Càn rỡ. Gió mạnh rát mặt vọt vào đại điện, vật trang trí bốn phía nát hết. Trước mắt mọi người xuất hiện một thân hình vạm vỡ đầy sát khí, là hoàng của Vạn yêu, Hoàng. "Tiểu tử thương yêu tộc, ngươi cố ý đến tìm chết phải không? Bây giờ bổn tọa thành toàn ngươi đây." Hoàng tràn ngập bá khí chừng mạch, sát khí hừng hực dục dịch muốn giết mạch ngay. Nhưng đám người Lý Vân Tiêu có mặt khiến Hoàng hết sức kiêng rẻ. Mạch nhìn thẳng Hoàng, lạnh lùng cười. Ngươi tự mình đến chịu chết thì thôi, sao còn mai phục hàng trăm cao thủ quanh đại điện làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết những người này chỉ là cặn bã trước mặt chúng ta sao? Yêu tộc đã hoàn toàn bị hủy trong tay ngươi, giờ ngươi còn muốn đưa toàn bộ tộc vào vạn kiếp bất phục. Ngậm miệng lại. Hoang tức giận quát. Giết ngươi chỉ cần mình ta, không cần mai phục. Ngoài mặt hoang phát cuồng nhưng trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Quét mắt qua trừ mạch ra những nhân tộc hơn phân nửa là cường giả hư cảnh, làm hoang sợ đứng tin. Mạch đứng dậy, gã cùng cười. Ha ha ha, hay, nói hay. Mạch giơ ngón tay cái lên, Nghe răng cười nói. Làm người yêu tộc thì phải có gan góc, can đảm như vậy. Giờ ta lấy thân phận tộc nhân yêu tộc khiêu chiến với ngươi, yêu hoàng đời trước đại nhân. Đời trước? Hoang tức giận bật cười hỏi. Ha ha, vô tri, cuồng vọng. Lý Vân Tiêu, này là tranh đấu nội bộ của yêu tộc chúng ta, xin các vị đừng nhúng tay vào hiện giờ hoang e ngại nhất là đám người lý vân tiêu không rõ lai lịch thế nào rất đáng sợ ngài vội bước ra đứng giữa hai người giơ đôi tay ngăn lại hai vị tuyệt đối đừng đánh nhau vẻ mặt ngài sốt ruột liếc qua liếc lại hai người quay sang ngó lý vân tiêu cầu cứu lý vân tiêu mỉm cười nói mạch chúng ta đến đây không phải vì để ngươi giành ngôi yêu hoàng đừng làm bậy mạch hừ một tiếng tuy rằng bất mãn với lời Lý Vân Tiêu nói nhưng không cãi lại. Mạch xoay người ngồi lại chỗ của mình, lạnh nhạt nói. Nếu Vân Thiếu Gia mở miệng thì đương nhiên ta phải nể mặt, tạm thời cho người làm thêm yêu hoàng vài ngày. Hoang, ngài giật nảy mình, nghi ngờ liếc nhau. Cả tính yêu tộc luôn nóng nảy, hiếm ai có thể hàng phục bọn họ, càng không nói đến cường giả hư cực thần cảnh như Mạch, hầu như không bị ai trói buộc. Không ngờ Mạch nghe lời Lý Vân Tiêu như thế. Hoang hừ lạnh một tiếng, ngông cuồng, bản hoàng ở trên ngôi báu yêu hoàng tùy thời chờ ngươi đến chiến. Hoang phát ra khí thế đúng là có phong phạm bá chủ ngạo nghĩa thiên hạ. Ngải thầm than, một núi không chứa hai cọp, song gió yêu tộc còn lâu mới chấm dứt. Tuyệt đối đừng có thêm cơn bão như lúc ở ngũ Hà Sơn, không thì toàn tộc quần sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Vẻ mặt ngải nặng chữ ưu tư đứng một bên không lên tiếng. Hoang uy phong lẫm lẫm đi lên ghế chính, lãnh ngạo liếc xéo Lý Vân Tiêu, hừ mũi. Lý Vân Tiêu, ngươi còn dám đến ảo cảnh tinh nguyệt thật là trong mắt không người lý vân tiêu cười khẽ yêu hoàng đại nhân thích nói đùa nếu không có chuyện quan trọng thì ta không dám đến quấy dày vừa đã kể sơ với ngài tiên sinh lý vân tiêu kể tỉ mỉ lại chuyện quy khư hoang luôn lắng tai nghe không ngắt lời thỉnh thoảng cau mày mãi khi lý vân tiêu nói xong hoang trầm ngâm dây lát rồi hỏi ý ngươi nói quy khư cần lực lượng của vô chuyện này là sao lý vân tiêu cười khổ nói Ta cũng tò mò điểm này, ta còn tưởng rằng yêu hoàng đại nhân có thể cho ta chút tham khảo. Hoang hử mũi. Vô là một con bí ẩn, kỳ lạ nhất trong đông đúc chân linh thượng cổ, ta chỉ ký kết quan hệ ký chủ với vô. Trong thời gian nhất định mượn một phần lực lượng sử dụng, làm sao biết quy khư muốn làm cái gì. Hoang lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Các ngươi có nhiều cường giả như vậy chẳng lẽ còn sợ quy khư kia sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu khó coi lắc đầu nói. Không ai biết quy khư mạnh đến mức nào, Ta chỉ biết mỗi lần quy khư liên lạc là ta cảm nhận được lực lượng của hắn không ngừng phục hồi, bây giờ ít nhất là hư cực thậm chí càng cao. Hoang giật mình kêu lên. Càng cao. Hoang giật mình hét to. Chẳng lẽ sẽ là tạo hóa cảnh? Đừng đùa, dưới vòng trời này làm sao có tạo hóa cảnh tồn tại? Mạch châm biếm trào phúng. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng. Mạch cười khẩy nói. Ếch dưới đáy giếng không biết biển rộng, sâu mùa hè không biết băng tuyết người nông cạn ngu đần như ngươi làm yêu hoàng hèn gì yêu tộc từ từ yếu đi, càng lúc càng kém. Hoang tức điên bật dậy. Ngươi nói cái gì? Hoang quá to. Ngươi muốn chết ngay bây giờ phải không? Sắc khí như thực chất, như các lưỡi dao nhọn bắn ra ngoài, không khí bị rạch vết rách. Mạch không hề sợ, gã cười khẩy nói. Dưới vòng trời này không có tạo hóa cảnh. Xin lỗi, mấy ngày trước chúng ta còn ở Hải Chi xâm lâm đại chiến một trận với tạo hóa cảnh, không chỉ một vị. Cái gì? Lần này không chỉ hoang, ngài cũng hết hồn. Bọn họ cứ nghĩ mạch phá chơi, cố ý châm chọc, nhưng xem đám người Lý Vân Tiêu gật đầu làm chứng thì vô cùng giật mình. Ngài không kiềm được hỏi. Mạch đại nhân, Vân Thiếu Gia, các người thật sự thấy tạo hóa cảnh, không chỉ một vị. Lý Vân Tiêu nói. Tiên sinh nhìn xem thực lực nhóm chúng ta như thế nào. Vậy mà suýt nằm mãi mãi ở hải chi xâm lâm, tiên sinh thấy sao? ui ngải và hoang liếc nhau lộ rõ kinh sợ hoang sợ hãi hỏi mấy vị tạo hóa cảnh cái này rốt cuộc là chuyện gì so với chuyện quy khư thì hoang hứng thú với điều này hơn lý vân tiêu nói việc này một lời khó nói hết nhưng tuyệt đối không giả dối hoang đại nhân cũng không cần kinh hoàng những cường giả này không có ân oán gì với yêu tộc không bao giờ đến ảo cảnh tinh nguyệt hoang im lặng bảo trong lòng không hoảng là không thể nào giống như một tướng quân cho rằng mình có quân đội trăm vạn đệ nhất thiên hạ ai biết đột nhiên có vài người chui ra toàn là quân đội ngàn vạn lý vân tiêu nói đại nhân hãy ưu tiên lo chuyện quy khư đi hoang khẽ hử chỉ có thể binh đến tướng đỡ nước tới đất chặn chứ còn cách nào ta không biết quy khư muốn làm gì nếu là yêu cầu bình thường thì chắc không sao còn nếu quá đáng hừ yêu tộc ta không dễ chọc lý vân tiêu gật đầu nói nói rất đúng nhưng đại nhân cảm thấy đó sẽ là yêu cầu bình thường sao đột nhiên một giọng nữ nhân vang bên tai mọi người ha 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 đừng nghĩ xấu về ta như vậy thật ra yêu cầu của ta rất bình thường mọi người hoàn toàn biến sắc mặt với thực lực của bọn họ thế nhưng không phát hiện có người hoang và ngải mắt tràn đầy giật mình tin tưởng lời đám người lý vân tiêu đã nói hơn lý vân tiêu giận dữ gầm lên quy khư kinh khí mất kiểm soát nổ tung trong đại điện lý vân tiêu vọt ra ngoài trước mấy người khác theo sau bên trên đại điện dưới không trung vạn dặm hai bóng người đơn độc đứng hoang ngài thầm giật mình cả ảo cảnh không chỉ là không gian độc lập còn có phòng ngự kết giới cực mạnh nếu yêu tộc không mở cấm chế cưỡng ép tiến vào sẽ gây sao động nhưng trong ảo cảnh vẫn gió êm sóng lặng chẳng có một chút dập dờn hoang tức giận quát các ngươi vào bằng cách nào hoang là hoàng của vạn yêu lúc này gã phải đứng ra. Tiếng giống của hoang thế mới dẫn đến yêu tộc trong ảo cảnh náo động, nhiều cường giả bất chợt phát hiện bóng dáng Ninh Khả Nguyệt, thiên tư, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại bao vây hai người này. Lý Vân Tiêu luôn nhìn chằm chằm hai người, không nhúc nhích, như hóa thạch từ ức vạn năm. Thù hận khắc cốt minh tâm khiến người đau nhói lòng. Thiên tư cười khẩy nói, gì, chúng ta lặng lẽ đi vào không tốt sao? Hay muốn đại sát một chân, xử lý hết đám lâu la này ngươi mới vừa lòng? hoang giận run ngươi nhưng nghĩ đến lý vân tiêu e ngại hai người này thì không dám lỗ mãng hoang nghiền răng nói nếu khi hai vị tiến vào thông báo một tiếng thì ta sẽ càng vừa lòng lý vân tiêu quay đầu lại nói yêu hoàng đại nhân kêu những thuộc hạ vũ trụ xuống đi không thì chẳng khác gì tặng cái chết ngài biến sắc mặt cảm kích gật đầu ngài ra lệnh mọi người rút ra phạm vi ngàn dặm trong ngàn dặm dù xảy ra chuyện gì cũng không cho phép ai đi vào mệnh lệnh ra, tất cả người yêu tộc giật mình, sao động, biết xảy ra chuyện lớn. Yêu tộc có nhiều người vũ dũng, vẻ mặt tức giận không chịu đi. Hoang trầm giọng nói. Ngài tiên sinh ra lệnh chính là mệnh lệnh của ta, tất cả người không nghe đều là kháng lệnh, giết toàn tộc. Cái gì? Ui! Các tiếng giật mình, hút khí vang lên. Chống lệnh yêu hoàng là tội chết nhưng không đến mức phải giết toàn tộc. Chu sát toàn tộc là hình phạt nghiêm khắc nhất, trừ phi là tội lớn như toàn tộc tạo phản nếu không dù có ngũ nghịch cỡ nào cũng không đến mức chu sát cả tộc. Lần này mọi người càng sâu sắc hiểu sự việc nghiêm trọng, nhưng yêu hoàng đã ra lệnh thì không ai dám chống đối, vội vàng rút ra ngoài ngàn dặm. Thiên tư cười phá lên, trong mắt tràn đầy trêu vui và càn rỡ. Ha ha ha, yêu hoàng thật khá, biết yêu quý bộ tộc của mình. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc thiên tư, nhìn chằm chằm đến khi gã bồn chồn hừ khẽ, ngừng chàng cười. Lý Vân Tiêu chuyển sang nhìn Ninh Khả Nguyệt, kiềm nén cảm xúc nghiến răng quát. Quy khư, ngươi thả Ninh Khả Nguyệt đi. Thả. Ninh Khả Nguyệt lộ ánh mắt ngạc nhiên, cười khẩy nói. Vân Thiếu ra, ta chính là Ninh Khả Nguyệt, nói gì thả hay không? Mặt Lý Vân Tiêu co giật lạnh lùng nói. Vậy ngươi cho ta biết phải làm sao mới chịu thả nàng. Ninh Khả Nguyệt ngẩng cao đầu, vẻ mặt khinh thường cười khẩy nói. Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao? bản thân ta bản thân chính là ninh khả nguyệt cũng là quy khư không phải quy khư chiếm cứ thân thể ninh khả nguyệt mà là bọn họ dung hợp dung hợp lòng lý vân tiêu run rẩy hỏi là sao ninh khả nguyệt thản nhiên nói là ta ngay trước mắt ngươi không phải ninh khả nguyệt cũng không là quy khư tóm lại là thể kết hợp bọn họ hoặc nên nói cùng là hai người điều ta đang làm vừa là ý chí của ninh khả nguyệt cũng là quy khư không không thể nào lý vân tiêu giận dữ hết ngươi đừng lòng lừa ta khả nguyệt tuyệt đối không cam tâm tình nguyện ở cùng các ngươi ninh khả nguyệt bình tĩnh nhìn lý vân tiêu chợt cười nói ngươi khẳng định vậy sao ngươi cho rằng mình rất hiểu nàng ninh khả nguyệt trong tiềm thức của ngươi chẳng qua là ý tưởng ích kỷ trong lòng ngươi ngươi cảm thấy nàng nên như thế nào mới là nàng thật sự lý vân tiêu ngây người bị câu hỏi làm á khẩu hắn suy tư ninh khả nguyệt nở nụ cười cười thê lương nếu là ninh khả nguyệt trong lòng ngươi thì phản ứng lúc này nên thế nào về thành hồng nguyệt mỗi ngày canh giữ dưới cây hoa đào trông chờ mòn mỏi và nhớ mộ dung đại ca của nàng sao người lý vân tiêu run rẩy cực kỳ khó tin ngẩng đầu lên cắn răng nói nhưng nhưng người bên cạnh nàng là hung thủ giết chết mộ dung đại nhân và sở nhiên thiên tư khinh thường xì mũi gì ninh khả nguyệt gật đầu nói không sai mộ dung đại ca sở nhiên đại ca đã chết bị thiên tư giết nhưng tại sao bọn họ chết? Chẳng phải là vì cứu ngươi sao? Như vậy ngươi hy vọng ta cùng ngươi đối kháng thiên tư, quy khư rồi chết trong tay bọn họ sao? Có phải ngươi cảm thấy ta như vậy mới là ta thật sự, mới hỏa mãn khát cầu trong lòng ta? Ninh Khả Nguyệt cười trào phúng. Đó không phải là ta thật sự mà chỉ là ta trong suy nghĩ của ngươi. Người Lý Vân Tiêu run bần bật, chán toát mồ hôi lạnh ròng ròng, vạt áo ướt đẫm mồ hôi. Mấy vấn đề này gõ vào lòng Lý Vân Tiêu, đánh nát trái tim, như rơi xuống vực sâu. Ninh Khả Nguyệt tiếp tục bảo, dung hợp quy khư có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất cho ta. Nhưng Ninh Khả Nguyệt nhìn chăm chú rực rỡ như ánh sao trong suốt như hồ nước. Ninh Khả Nguyệt chậm rãi nói, nhưng là lựa chọn chân thật nhất của ta. Lý Vân Tiêu phát cuồng gầm lên, run lẩy bẩy, không, không phải. Lý Vân Tiêu không chấp nhận hiện thực này được, hắn không cách nào thừa nhận lời Ninh Khả Nguyệt nói. Lý Vân Tiêu rít gào ta tuyệt đối không tin. Quy khư, ngươi đừng hòng mê hoặc lòng người tại đây. Hôm nay ta sẽ chém ngươi dưới kiếm, cứu ninh khả nguyệt về. Trên người Lý Vân Tiêu dâng lên kiếm khí ngút trời, kiếm thương chảm hồng nằm trong tay. Trong phút chốc hiện ra muôn vàn kiếm quang ngưng tụ thành kiếm cương to lớn hợp nhất với Lý Vân Tiêu. Đi chết đi, quy khư, ngươi phải trả lại khả nguyệt cho ta. Kiếm chảm tinh thần. Ngàn vạn ánh sao rơi nổi bật nhát kiếm kia chém vào thân hình cô đơn đứng lặng. Ninh Khả Nguyệt không hoảng hốt, không chút biểu tình, chỉ cười khẽ. Ninh Khả Nguyệt cười bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, sự thật luôn tàn nhẫn, ngươi không chịu tin nên chỉ có thể tiếp tục lừa gạt, tê liệt chính mình. Thiên tư nhếch mép cười khẩy nói. Ha ha, vô chi là phúc. Nói ra thì ta hơi hâm mộ mấy con bò sát suốt ngày sống trong ảo tưởng của mình. Ta sẽ không tin lời nói bậy bạ của các ngươi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm lạnh lùng nói. Lời nói ra từ miệng các ngươi thì ta không tin một chữ nào, ta muốn dùng kiếm trong tay đánh gục các ngươi, hỏi bản tâm của Ninh Khả Nguyệt. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.